Búp bê Hà Nam được triệu tập vào danh sách đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 19. Trần Thị Duyên, nữ cầu thủ xinh xắn bậc nhất bóng đá nữ Việt Nam đã có tên trong danh sách đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 19. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự đã bổ sung nhiều gương mặt trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Hà Nội. Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Hà Nam nâng số cầu thủ sinh sau năm 2000 của đội tuyển nữ Việt Nam lên 11 cầu thủ, trên tổng số 25 cầu thủ được triệu tập. Việc gọi thêm những cầu thủ này lên tập trung cùng đội tuyển nằm trong kế hoạch đào tạo lớp kế cận cho đội tuyển nữ Việt Nam, chuẩn bị cho các mục tiêu tương lai. Đối với trường hợp của Huỳnh Như, tiền đạo này vẫn đang trong quá trình hoàn tất hợp đồng với câu lạc bộ Lan Villaverde. Vì vậy, việc cô có tham gia tập trung và thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN 19 hay không sẽ được xác nhận lại sau khi có sự thống nhất với câu lạc bộ chủ quản. Trần Thị Duyên trở lại đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10 tháng 8 đến 19 tháng 8. Sau đó, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hải Phòng trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị di chuyển tới Trung Quốc. Với kết quả bốc thăm ngày 27 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng D với Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Các trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 9 đến 28 tháng 9 tại sân vận động Wenju Olympic. Thành phố Ông Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.